đúng không? Và hôm nay được quý vị ghé thăm như thế này, tôi cảm thấy thật là ấm lòng. Và bài hát của bản thân nhau về Buôn Ma Thuột và các bài chương trình, cảm ơn tất cả các khách ghé thăm. Chúc các khách có một buổi sáng thật là ấm áp và hạnh phúc.